Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì trong video các bạn tiếp tục mình cập nhật cho các bạn một số thông tin hot nhất mới nhất từ BN Network các bạn nha. Đây là một cái thông tin từ mod các bạn ha. Thì cái này á, thông tin này ngày hôm qua nếu như các bạn nào biết rồi thì thôi ha, hôm qua thì mình không có cập nhật cho các bạn, thì hôm nay mình sẽ gom lại mình cập nhật luôn. Vậy thì thông tin này như thế nào đây? Đây, dịch sang tiếng Việt các bạn. Nhóm cốt lõi sẽ không bao giờ đưa ra các phương pháp họ sử dụng để bắt những người này. Họ cũng đã tránh công bố mọi thứ họ bắt được, bởi vì những người làm những việc như vậy tìm cách khác để làm điều đó, và điều đó cũng khuyến khích những người khác cố gắng đánh bại hệ thống. Tôi thường gọi những người như vậy là rác rưởi, nhưng hôm nay tôi sẽ không làm như thế. Tôi cũng cá là vào ngày trước khi Open Mainnet bắt đầu, Core Team sẽ dọn sạch tất cả rác trong BN Network. Là các bạn biết đang nói ai không? Người này là người nào, họ là ai? Đó là những người mua bán bi đó các bạn ha. Thì cái mod này nói rằng là trước Open Mainnet thì Bico Team sẽ dọn hết. Và đặc biệt là Bico Team nói rằng không có cho biết là Bico Team có biết được họ hay không, tức là không có dùng cái không có công bố cái phương pháp để bắt được những người này. Cho nên là những anh nào anh mua bán bi là anh mua thoải mái các bạn, Bico Team sao biết được không? Mua từ xưa tới giờ mua vô tư luôn, mua bán lung tung luôn, kiếm vài trăm triệu rồi có ai bắt đâu, không ai bắt hết, không sợ, cứ chơi thôi đó. Cho nên là mấy anh đâu có nghĩ rằng Bico Team biết hay không biết, bởi vì Bico Team đâu có biết, đâu có công bố là phương pháp này phương pháp nọ để bắt họ đâu. Bởi vì nếu mà công bố là họ lại tìm cách khác, họ tìm cách khác họ sẽ làm hư hệ thống. Cho nên là Bico Team không làm như vậy, không cho biết luôn. Cho nên là thực chất ra mà nói, anh nào đang mua bán thật sự anh đang sống phập phồng các bạn, lo lắng lắm chứ không phải đơn giản đâu nha. Cho nên là thông qua thông tin này á, các bạn đừng có dính vào cái việc mua bán bi nha, không có đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Ta hồi nó khóa luôn tài khoản các bạn này, không biết như thế nào á đó. Thì cái đó là thông tin là như vậy nha, cho các bạn biết. Đừng có đơn giản, đừng có nghĩ bình thường hay là nghĩ không ai làm được cái gì mình đâu, cứ chơi thôi ha, cứ dìm hàng đi rồi để mua rồi bán nha, cẩn thận đấy, coi chừng nào bị lội khỏi cuộc chơi không biết đấy. Khi mà người ta có giá trị cao ha, chuẩn bị lụm thì mình là bị lội khỏi cuộc chơi thì thật sự là đau lòng lắm nha. Đó, đó là sự cảnh báo đó các bạn mua bán bi đó. Còn các bạn không tin thì kệ các bạn thôi. Cái này mod nói mà, các bạn nói bảo là thằng mod chẳng qua là cái thằng mà để hướng dẫn trong chat thôi, nó chả liên quan gì hết thì thua. Đó là các bạn tự an ủi các bạn thôi. Rồi, tiếp theo các bạn một thông tin nữa các bạn, đó là Việt Nam có tên trong danh sách 23 quốc gia đệ trình đơn xin gia nhập BRICS ngày 11 tháng 8 2023 ha. Sputnik Việt Nam, đây cái bài viết các bạn. Việt Nam có tên trong danh sách 23 quốc gia đệ trình đơn gia nhập BRICS các bạn ha. Đó, ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ về nâng cấp quan hệ với việc nộp đơn xin gia nhập BRICS, tiếng nói của Việt Nam có trọng lượng hơn. Việt Nam có thể mặc cả nhiều hơn và đạt nhiều lợi ích. Mới đây tại cuộc họp báo về hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS sẽ diễn ra ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 2023 tại Johannesburg, Nam Phi dưới sự chủ trì của nước này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Nam Phi Naledi Pandor tuyên bố đơn xin gia nhập khối BRICS bao gồm 5 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi chính thức được 23 quốc gia đệ trình, và vấn đề mở rộng hiệp hội sẽ được thảo luận tại hội nghị cấp cao sắp tới của BRICS. Trong danh sách 23 quốc gia mà bà Ngoại trưởng Nam Phi đề cập tới có Việt Nam. Thông tin này thật sự gây bất ngờ lớn đối với cả giới chuyên gia và cộng đồng mạng. Trong cuộc phỏng vấn chuyên gia quan hệ quốc tế, tiến sĩ Hoàng Giang chúng tôi đã xoay quanh đề tài đang nóng này. Trong danh sách 23 quốc gia đệ trình đơn có Việt Nam. Thưa tiến sĩ Hoàng Giang, báo chí Nga đã nêu tên 23 quốc gia đệ trình đơn xin gia nhập nhóm BRICS, trong đó có Việt Nam. Bà có bình luận gì về thông tin này? Thì tiến sĩ quan hệ quốc tế Hoàng Giang, tại cuộc họp báo về hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ diễn ra ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 2023
tại Johannesburg. Ngoại trưởng Nam Phi đã công bố danh sách các quốc gia chính thức nộp đơn xin trở thành thành viên của BRICS, đó là Algeria, Argentina, Bangladesh, Bahrain, Belarus, Bolivia, Venezuela, Việt Nam, Cuba, Honduras, Ai Cập, rồi Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kuwait, rồi Morocco, Nigeria, nhà nước Palestine, Ả Rập Xê Út, Senegal, Thái Lan, các tiểu vương Ả Rập Thống Nhất, Ethiopia. Trong số này thì ba nước Algeria, Argentina và Iran đã nộp đơn xin tham gia BRICS năm 2022. Còn trong năm 2023, chúng ta đã được biết về việc bốn nước khác là Ai Cập, Bangladesh, Ethiopia và Venezuela cũng đã trình đơn. Thì trong danh sách bà Naledi Pandor công bố có Việt Nam và những bước khác trước đó chưa được nêu tên. Đó. Thì nói chung là rất là tốt các bạn. Đó, các bạn xem thêm thông tin trên cái trang này nhé. Nè. Sputnik News này. Nha. Để các bạn xem thêm, mình để đưa tin cho các bạn như vậy. Bởi vì lúc trước Coris này nó cũng muốn tung cái đồng tiền chung đó các bạn. Nên là gia nhập thì như thế nào, nói chung nó liên quan đến tiền điện tử, cho nên là mình cung cấp cho các bạn như vậy nha. Các bạn muốn hiểu sâu hơn các bạn có thể tìm hiểu, các bạn đọc nha. Rồi tiếp theo các bạn thì các bạn biết vài ngày trước thì VTV1 đã đưa cái thông tin rất là tiêu cực về Bi ha. Tuy nhiên thì họ cũng cảnh báo như vậy. Nhưng mà ngược lại thì Hàn Quốc là một cái đất nước có cái nền kinh tế rất là phát triển ha. Thế nhưng mà họ lại nghĩ khác về Bi các bạn. Tức là đưa ra truyền hình và họ là đã quảng bá Bi rất là mạnh mẽ các bạn. Và mong muốn người dân được đào Bi ha. Đây là cái video mà các bạn có thể xem qua. Đây là một cái nhìn trước về số, không tính số lượng bị khóa trong quá trình lắp đến app, mà là số lượng được khai thác hàng ngày có thể di chuyển vào mạng chính. Vì tôi đã không đề cập đến điều đó. Ví dụ, nếu nó được niêm yết, bạn có thể tự do giao dịch trên sàn. Phần này có thể chuyển sang sàn giao dịch nó đã được thiết lập. Vâng, vâng. Khi chúng ta cùng kiểm tra những phần như vậy, tôi cảm thấy hơi thất vọng, bởi tôi khai thác được ít quá. Khi chúng tôi nói về việc tạo nền tảng đến mức này và xây dựng hệ sinh thái, nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi đã khai thác hơi muộn. Thực sự, đáng tiếc một chút, ở mức độ tổ chức cho thấy dự án này thật sự đáng tin cậy. Mô hình kinh doanh đã được tiến hành, nó sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn. Đó, tức là anh này anh bảo là tôi tiếc quá bởi vì tôi khai thác ít. Không, tiếc quá bởi vì tất cả các hệ sinh thái của nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Đó, thấy là tuyệt vời các bạn, nó chỉ có 27 giây thôi nhưng mà nó lên nhiều chuyện ha, là khen ngợi về cái dự án Bi. Trong khi đó thì chúng ta thấy là VTV1 thì cảnh báo lung tung ha, cảnh báo rất là nhiều nha. Rồi, thì mình đưa tin cho các bạn như vậy để các bạn thấy là sự tích cực trong cái Bi, từ cái một đất nước phát triển như thế nào và người ta nhận thức về Bi như thế nào. Thì các bạn nhìn hai nền kinh tế, các bạn thấy là hai nền kinh tế của hai nước, các bạn biết liền thì cái sự nhận thức nó khác nhau như thế nào. Vấn đề là các bạn thôi, các bạn là một billionaire chân chính thì các bạn muốn ở cái góc độ như thế nào ha. Nếu mà góc độ giống như người Hàn Quốc thì các bạn siêng năng đầu Bi giúp mình. Còn nếu mà các bạn cảm thấy mình giống như người Việt Nam, như một cái sự nhận thức của cái những cái báo đài như vậy, thì các bạn sẽ không có để tuột mất cái cơ hội thôi. Nó rất đơn giản các bạn, nó không có cái gì hết á. Nó là một cái sự làm cho các bạn nhận thức thông qua các thông tin như thế này ha. Rồi tiếp theo các bạn, một thông tin nữa cũng từ Nicolas Kokalis các bạn nha. Đây nè, Nicolas nè. Đó, chúng ta xem cái thông tin dịch tiếng Việt nè. Mao Yo 111 có một nút cổ chai về khả năng mở rộng mà chúng tôi đang cố gắng giải quyết. Mặc dù số liệu thống kê hàng ngày của mọi người được ghi lại chính xác trên các máy chủ phân tích nút, những máy chủ đó không thể truyền thông tin này đến các máy chủ chính đang xử lý phần thưởng khai thác. Chúng tôi đang làm việc để khắc phục điều này, nhưng nó đòi hỏi một khối lượng công việc đáng kể để thay đổi kiến trúc và chúng tôi hơi thiếu sót về mặt nút của kỹ thuật. Chúng tôi đang tuyển dụng với các vị trí mở ngay bây giờ. Nếu bạn biết bất kỳ kỹ sư giỏi nào muốn tham gia nhóm của chúng tôi, vui lòng bảo họ rằng đăng ký và đến khắc phục sự cố này cũng như các sự cố khác. Đó. Bạn có phải kỹ sư giỏi không? Các bạn đăng ký đi. Đây là cũng là cơ hội để các bạn kiếm nhiều tiền đó. Đúng không? Đó, Bicotim họ đang tuyển mà chính Nicolas trả lời luôn đó. Nè, ngày 12 tháng 8 nè, lúc 14 giờ 26 phút nè. Đó, quá tuyệt vời đúng không? Dứt đi các bạn.
Nếu mà các bạn là một kỹ sư giỏi, các bạn có thể đăng ký, hoặc là các bạn là một anh TB á, các bạn chơi Bio Team là không ra gì á, các bạn có thể vô đây các bạn chứng tỏ tài năng các bạn liền. Đó, nói có sách mách có chứng, các bạn nói các bạn giỏi đúng không? Các bạn là anh TB, các bạn chơi Bio Team 4 năm không làm được gì hết. Bây giờ các bạn chứng minh tài năng của các bạn đi, để cho cả thế giới công nhận các bạn. Chỉ cần các bạn làm được thôi là các bạn nổi tiếng lắm, đúng không? Mà các bạn nổi tiếng mà được nhiều người khen nữa, hỏi anh TB nha. Nicolas đã trả lời câu hỏi về công việc nút và lần đầu tiên đề cập đến vị trí tuyển dụng này. Bicotim đang tuyển dụng cho vị trí này. Nếu bạn biết một kỹ sư như vậy trong đời, bạn có thể giới thiệu anh ấy tham gia B-Network và đến để giải quyết vấn đề này và vấn đề khác. Đó, cơ hội cho các bạn đấy, chơi Bicotim bây giờ các bạn, cơ hội các bạn đi vào các bạn làm để các bạn chứng tỏ các bạn giỏi. Chứ ngồi mà la mồm làm gì cho nó mệt, coi video mà bình luận toàn là mồm không à. Chê cho cố luôn, chê không làm được gì, 4 năm không làm được gì. Thì đó, bây giờ cơ hội các bạn đó. Rồi tiếp theo các bạn, đây, bài viết của bạn Hoa Dại ha, bài viết của bạn Hoa Dại nha. Người bạn đã mời tôi tham gia khai thác miễn phí Bi 2 năm trước, đang sinh sống tại Mỹ nha mọi người. Kính gửi toàn thể Bionner thân yêu, mình là dân ship hàng Mỹ. Mình đang theo dõi rất sát tình hình giá trị Bi để nắm giá trị thị trường, để biết mà quy đổi cho khách. Hiện tại có 3 chiến trận giá Bi đang diễn ra gay gắt: chợ đen, chợ trời với nhiều chiêu tung hô đình đã dìm giá để thu gom Bi với giá rẻ, giá trị rất rẻ. Đây là thị trường đang hoạt động sôi nổi nhất trong cộng đồng Bionner Việt Nam. Hai bán Bi hầu hết là những người thiếu thông tin, thiếu hiểu biết nhất về dự án Bi Network. Bán lúa non mà không hề biết mình đang bán cả tương lai của mình. Ghê chưa các bạn? Bạn này nói là bạn này theo dõi giá trị sát sao. Bán Bi là bán tương lai của bạn luôn á, chứ phải bán giá trị thôi nè. Bán luôn tương lai luôn á. Tương lai của bạn là thuộc về người khác rồi đó. Đó, cho nên là bạn này là khuyên các bạn là đừng nên bán nè, hoặc là bán là do thiếu thông tin. Mà thường đa số ông lâu lâu mà lên lâu mà xem thông tin cái là ông nó hay bán các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì ông có biết cái gì đâu. Nghe mấy thằng kia nói là Bi là dự án lừa đảo, nghe mấy thằng TV, mấy thằng đài nói ra là mấy thằng báo lá cải nói một cái là không bán chứ để trong nhà đâu mà không bán được, sau này nó sập sao bán được, bán được đồng nào hay đồng nấy, cuối cùng là bán luôn tương lai của mình luôn, rồi sau này đi làm thuê lại cho nó, không ăn là cũng ị ra hết rồi đó. Cho nên là cẩn thận nha, phải suy nghĩ, phải có thông tin, mỗi ngày cung cấp thông tin cho các bạn hay làm ơn nắm giùm cái. Rồi tiếp theo, các công ty tập đoàn nhà nước đồng thuận giá là một Bi bằng 6.700 đô, điển hình có tập đoàn kinh doanh đa cấp đa quốc gia các bạn, đa quốc gia Pha Châu Trung Quốc. Cái thằng Pha Châu này nó đã đồng thuận lâu rồi các bạn, nhưng mà nó mất tiếng tăm lý do là nó cũng không có thực hiện đúng cái lời nói của có là giao xe các bạn. Tuy nhiên á, riêng cái thằng Pha Châu này á, khi nào mà giá bán nó mở thì nó sẽ nhảy vào nha, rất là lớn các bạn nha. Các thương gia tự do, đại bộ phận Bionner trí thức dưới tinh hoa vân vân đồng thuận với giá trị cao nhất có thể chấp nhận là 314.109 đô. Họ đã kêu gọi được hơn 1.300 doanh nghiệp chấp nhận mức giá này, đang lần lượt đưa hàng lên kệ bichainmall.com. Sau khi cộng đồng Bionner Trung Quốc KYC hàng loạt xong, dự sẽ là bùng nổ lớn. Giá trị chung của cộng đồng Bimanet mở sẽ phụ thuộc vào biểu đồ giao dịch trên blockchain Bi. Nếu cộng đồng Bionner thực hiện giao dịch giá trị nào nhiều thì giá trị đồng Bi ở Mainnet mở sẽ gần với giá trị đó. Mình là người sống ở Mỹ, mình ủng hộ đồng thuận theo cộng đồng Bi 314.109 đô. Tuy nhiên Mainnet mở chính mình sẽ ship hàng theo giá trị chung của thị trường. Đúng rồi các bạn, nhớ nhé, giá trị Bi ngày lên Mainnet mở bao nhiêu là hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức giao dịch của chính bạn hôm nay. Nếu bạn chưa muốn mua hàng hoặc khó mua hàng thì hãy giữ yên Bi trong ví, chờ đợi cộng đồng thế giới tạo giá trị cho Bi xong hẳn bán lấy tiền mặt. Mainnet mở có thể sẽ diễn ra cuối năm nay, hãy trân trọng và giữ chặt từng xu Bi các bạn khó khăn khai thác được. Chào thân ái và chúc các bạn một buổi tối an lành, hạnh phúc. Các bạn bè của mình ở trong group đầu Bi này đã đồng hành cùng mình bao nhiêu năm nay thì đã quá rõ rồi. Nguồn Hoa Dại. Đúng rồi các bạn, đối với cái chị Doris Jean nó nói các bạn, bây giờ các bạn có 10.000 Bi đi, hay 100.000 Bi đi, nhưng mà giá trị của Bi có 10 đô các bạn, thì các bạn kiếm đâu có bao nhiêu tiền, 1 triệu đô đúng không? Ví dụ các bạn 100.000 Bi đi, các bạn kiếm được 1 triệu đô. Nhưng mà nếu như các bạn tham gia vào tạo hệ sinh thái Bi á, tức là tạo việc đồng thuận Bi là một Bi bằng 314.109 đô á, thì á
Các bạn chỉ cần có 3 bi là các bạn đủ 1 triệu đô rồi. Cho nên là cái chị này khuyên á, là thay vì chúng ta nên tích thật nhiều bi thì chúng ta hãy nên tham gia vào hệ sinh thái với giá đồng thuận là 314.109 đô, tức là giá RCV các bạn. Thì giá mà giao dịch với giá nào càng lớn thì bi sẽ là giá đỡ giá đó nha, tại vì Bitcoiner sẽ quyết định giá của cái đồng bi này đó, cho nên là các bạn phải tin tưởng vào cái điều này mà các bạn cố gắng hết sức với cái giá này. Còn nếu các bạn không làm được như vậy á thì các bạn có thể là ngồi yên chờ người ta làm được chưa. Giống như bản thân mình á thì mình không làm được các bạn, mình không làm được với cái giá là 314.109 đô một cách là đồng thuận á, bởi vì mình không phải là người bán hàng thì mình lan tỏa đúng nha, thì mình làm một cách lan tỏa bi thôi đó. Còn các bạn làm không được các bạn ngồi chờ, các bạn ngồi xem video đi ha, rồi các bạn hiểu rồi các bạn ngồi chờ, chứ đừng có đợi chừng đồng thuận. Ví dụ như một chiếc xe có 10 triệu thôi mà các bạn đồng thuận tới 1.000 bi nữa, thì nó kỳ lắm đúng không, hay là 1 triệu bi đi, hay là 10.000 bi đi thì nó kỳ lắm. Thì có nghĩa là các bạn không có áp dụng cái giá trị đồng thuận là một bi bằng 314.109 đô ha. Thì đó là cái thông tin là như vậy để các bạn tham khảo nha. Còn các bạn suy nghĩ như thế nào thì tùy các bạn thôi. Rồi tiếp theo các bạn một thông tin đó là châu Âu Macedonia Apollonia Casino Hotel đã hỗ trợ RCV từ năm ngoái đến nay. Họ mở một phòng mỗi đêm để những người tiên phong trong mạng bi tôn trọng RCV. Tôi nghĩ rằng các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ RCV là một ý tưởng tốt khi họ có công suất không gian như khách sạn hoặc là sòng bạc hoặc là các dịch vụ giải trí khác. Họ có thể giới hạn dịch vụ theo phòng hoặc theo thời gian để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thông thường, chấp nhận fiat để họ có đủ dòng tiền. Đó thì đây là một số cái hình ảnh. Và thực chất cái Apollonia Casino này mình đã đưa thông tin cho các bạn rất là lâu rồi ha. Có các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn. Tiếp theo là một thông tin về bạn Đức Nguyễn này. Thì bạn này cho biết là Nokbi đã được cập nhật sang một phiên bản mới chuẩn bị cho phát hành cộng đồng. Đó, các bạn xem thông tin là Bi cộng đồng chưa được khởi chạy sắp ra mắt ha. Chúng ta sẽ bắt đầu một máy chủ web được kết nối với thư mục lịch sử. Đó. Sau này ha, chúng ta sẽ bắt đầu một máy chủ web được kết nối với thư mục lịch sử. Đó, thì các bạn biết thông tin là như vậy nha. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một thông tin từ Amazon ha. Đây là các đầu sách nói về Bi được bán trên Amazon nha. Thì các bạn có thể truy cập vào đây để các bạn xem. Hình như là mình truy cập vào nó không vào hay sao các bạn? Tại vì trên cái trang gọi là Amazon.in nha. Thì các bạn có thể lên cái browser, các bạn đăng nhập vào các bạn xem cũng được nha. Ở đây mình sử dụng trên máy tính không biết được hay không. Thử đi. Thì nó ra cái gì đâu các bạn, của mình thì mình hình như là nó bị sao đó. Các bạn có thể sử dụng nha. Thì đó là đường link đó để mà chúng ta kiểm tra là những cái đầu sách này, ví dụ như các đầu sách này đã được xuất bản và bán trên Amazon nha. Rồi tiếp theo các bạn, nói chung là bởi vì nó nổi tiếng cho nên người ta mới sản xuất sách, chứ nếu mà không nổi tiếng người ta sản xuất sách làm cái gì đúng không. Thì tuy nhiên chúng ta tham khảo các bạn chứ cũng không không cần phải mua đâu. VIP là một cái dự án mà nó thông tin của nó rất là dày đặc, có nhiều đó các bạn, mà không có ai hiểu được hết đâu. Nên là chúng ta cứ tìm hiểu thông tin thông qua những cái video hoặc là những cái thông tin hàng ngày cung cấp á, hay hoặc là các bạn đọc thêm trên trang chính của nó thì các bạn hiểu thôi. Cần viết sách viết làm gì, mình không bằng mà việc đọc sách cái đó đâu các bạn, bởi vì đọc sách thì họ cũng tìm hiểu thông qua những cái sách trắng này nọ thôi, họ biết rồi. Nó tùy các bạn thôi, các bạn mua cũng được, tùy các bạn, nó không sao cả. Rồi tiếp theo các bạn, một thông tin từ cái chị Dorothy này. Ha, chúc mừng, xin chúc mừng Tân Tân Phobi đã giành được 10.000 bi cho cuộc thi Hackathon tháng 6. Tôi nghĩ mọi người nên biết Tân Tân là một ứng dụng gặp gỡ và hẹn hò từ Trung Quốc. Tôi không chắc liệu có bất kỳ mối quan hệ nào giữa Tân Tân này đối với Bi và Tân Tân hay không. Nếu bạn biết xin vui lòng cho tôi biết. Bây giờ với Tân Tân Phobi có một trung tâm mua sắm tên là Nipobi Mall. Đó, một trung tâm mới các bạn, trung tâm mua sắm UNMIB trong tiếng Trung. Bạn có thể tìm kiếm nó trên trình duyệt Bi của mình. Ngay bây giờ nó đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chúng ta có thể thấy một số sản phẩm có giá trị cao sử dụng RCV. Đây là một ứng dụng rất tốt vì nó sẽ kết nối những người tiên phong với partner ngoại tuyến tại địa phương cũng như hàng đổi hàng trực tuyến. Tôi tin rằng họ cũng đang chờ đợi sự đồng thuận về giá để các sản phẩm có giá trị cao được an toàn hơn. Tôi cũng tin rằng họ sẽ mở cửa xuyên biên giới trong tương lai. Đó, nói với cái bài viết của chị Doris này ha.
Đây, những sản phẩm đây của cái trang ha, cái trang thương mại mới của Tân Tân Phobi đó. Đó là cái trung Nikobi Mon, là hệ sinh thái trong Tân Tân Phobi, ứng dụng đọc giải hackathon nha các bạn nhé. Nguồn này từ ít tức là từ Twitter. Rồi tiếp theo cũng thông tin của chữ Dorigin này, nói về thuế các bạn ha. Chúng ta xem nè: tôi là chuyên gia về thuế của Hoa Kỳ nên tôi chỉ tải lên một số thông tin thuế về thuế lãi vốn tiền điện từ tại đây. Xin lỗi, đọc lại các bạn. Tôi là chuyên gia về thuế của Hoa Kỳ nên tôi chỉ tải lên một số thông tin thuế về thuế lãi vốn tiền điện tử tại đây. Đây chỉ là liên bang, chưa bao gồm thuế tiểu bang. Vì vậy chúng ta có thể thấy nếu đó là khoản lãi vốn ngắn hạn dưới 1 năm thì thuế suất liên bang là 37%, giữ lâu dài sẽ được thuế thấp hơn. Vì vậy nếu bạn thêm thuế tiểu bang trong thời gian ngắn, thuế suất sẽ là hơn 50%. Vì vậy khi mở mạng chính, nếu RCV là 314.109 đô la, bạn cần phải trả một nửa cho chính phủ dưới dạng thuế. Nếu đó là trao đổi, tôi tin rằng các quốc gia khác nhau có thuế bán hàng khác nhau và bạn cũng cần phải trả. Ở Canada, thuế bán hàng liên bang cộng với tỉnh sẽ vào khoảng là 15%. Hoa Kỳ sẽ có khoảng 12%, các tiểu bang khác nhau, thuế suất là khác nhau. Tất cả các thị trường trao đổi sẽ cung cấp thuế từ 1099 kịch B cho đến cho IRS. Vì vậy bạn phải báo cáo và nộp thuế. IRS có thể tìm thấy nếu bạn không báo cáo. Ghê quá. Nói chung là đây này ở Hoa Kỳ các bạn, còn ở Việt Nam chúng ta thì chưa đâu nha, bộ luật chưa hoàn thành mà. Nhưng mà có hoàn thành chắc đánh thuế cũng vậy á, cũng không đơn giản đâu. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một thông tin gì đây? Thông tin từ của trang bmap.kr tại Hàn Quốc đã có 133 cửa hàng hoặc nơi chấp nhận thanh toán bi. Giá đồng thuận trung bình là 10.000 đến 50.000 won bằng 180k đến 900k, thấp nhất là 33.000 won tương đương 54.000. Bên đó được cái là không ghi kê giá hàng hóa khi chấp nhận bi, tỷ lệ thường 50% bi và 50% BS. Người hàng dân trí cao và thích chơi crypto. Người hàng là biết rồi. Thì họ không đồng thuận RCV nhưng mà như vậy cũng là tốt rồi các bạn. Ha, như vậy là họ có 133 cửa hàng. Hoặc là nơi chấp nhận thanh toán bằng bi, có nghĩa là khá là lớn các bạn chứ không đơn giản. Mà cái đất nước Hàn Quốc là cái đất nước phát triển các bạn nha. Họ rất là phát triển và nhận thức của họ rất là cao. Chứ không phải là đơn giản đâu. Rồi tiếp theo các bạn một thông tin nữa. À, cái này là mình đã cho các bạn xem hồi nãy rồi ha. Rồi đây là chúng ta nhắc lại một chút xíu nữa về Nikolai các bạn. Ông nói cái gì nè, nhớ không? Chúng ta phải xem lại thông tin nè. Mạng bi là 100% chuyên nghiệp của tôi cam kết, trong khi người vợ yêu thương của tôi và con trai đảm nhận 100% cam kết cá nhân của tôi. Đó, các bạn biết là Nikolai đã dùng cả cuộc đời của mình về cho bi nha, cho nên là chắc chắn bi sẽ thành công. Bởi một người tài giỏi như thế này thì chắc chắn sẽ làm nên cái sự nghiệp lớn thôi các bạn. Tức là dự án bi này sẽ thành công tuyệt vời thôi, tốt đẹp thôi. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một cái ông này á, là Bitcoin Crypto ha, là một trong những công cụ khai thác Bitcoin lớn nhất không. Anh ấy đã mời hàng nghìn người thông qua kênh YouTube của mình và đã khai thác được hơn 700.000 Bitcoin cho đến nay. Chúc mừng bác, chúc bác giàu to. Đó, anh này nói luôn, mình nói trên Twitter các bạn. Các bạn có thể xem cái này của ảnh nè. Rồi tiếp theo đây là một cái bài báo tiếp theo các bạn của Philippines nha. Chúng ta xem thông tin là gì được đăng lên Twitter các bạn. Đại dịch. Tin vui từ Bioner Palawan, Philippines. Chúng tôi hiện đang mở để thanh toán bi mỗi ngày từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Hỗ trợ hệ sinh thái bi, hỗ trợ RCV. Khủng chưa? Chích lại theo dõi. Đó, các bạn thấy không, đã không? Hỗ trợ RCV hết. Rau củ hàng hóa vậy, nó giống như một cái chợ mà trao đổi về bi các bạn. Đó, hàng hóa rất là nhiều nha. Là hin. Đã chưa? Đó, hỗ trợ RCV các bạn nha. Rồi tiếp theo các bạn, đây là một cái thông tin nữa liên quan tới cái việc di chuyển bi nha. Gần đây mạng bi đã hoàn thành quá trình di chuyển phần thưởng khai thác phân phối tổng cộng là 1,974 tỷ các bạn cho người tham gia. Cột mốc quan trọng này đánh dấu sự lớn mạnh và tiến bộ của hệ sinh thái mạng bi. Tức là 1,9 tỷ bi đã được di chuyển rồi ha. Quá khủng các bạn nha. Có nghĩa là cũng sắp mainnet rồi.
Rồi, thì trong hôm nay mình cố gắng hết sức để cung cấp cho các bạn một số thông tin mới nhất từ BNetwork như vậy. Hy vọng đây là những thông tin tích cực cho các bạn và các bạn nắm dự án một cách tốt hơn các bạn. Khi các bạn nắm chặt dự án, các thông tin của nó thì các bạn hiểu sự, thì các bạn đủ sự hiểu biết thì các bạn sẽ không có bán bi bừa mà các bạn sẽ có những hành động tốt hơn để giúp cho hệ sinh thái phát triển nha. Rồi, cảm ơn các bạn cũng đã dành thời gian để theo dõi video này. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like trên video để cho mình có động lực hơn nữa trong việc tìm kiếm thông tin cung cấp cho các bạn nha. Còn bạn nào mà chưa đăng ký Bi thì các bạn đi vào mô tả video hoặc bình luận đầu tiên có mã giới thiệu là Picasso á, các bạn đăng ký đi. Thì trong đó mình để cái video hướng dẫn rồi, các bạn làm theo là được, rất là dễ dàng nha. Còn các bạn có thắc mắc gì có thể bình luận dưới video ha. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube các bạn, sau đó bật cái chuông thông báo đó các bạn, để khi nào có những thông tin mới nhất cập nhật thì các bạn kịp thời theo dõi nha. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.